Xin cảm ơn ASUS đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Hiện tại thì chúng mình đã có mặt tại gọi là Computex, bước chân đầu tiên vào Computex. Chưa biết gì. Quầy của ASUS nằm ngay ở trung tâm của Computex, tức là cũng khá là gắt gỏng đấy. Đây sẽ là những điều tuyệt vời nhất bạn có thể nhìn thấy ở ROG Computex 2023. Đầu tiên bạn sẽ nhìn thấy đó chính là một chiếc vòng tròn tràn chứa gọi là những chiếc laptop của ASUS, những chiếc từ ROG Zephyrus đến cả những chiếc như là Flow, Flow, đầy đủ luôn những mẫu mới nhất, xịn nhất với cấu hình cao nhất hiện tại đang gọi là hiện hữu ở Computex 2023 ở đây. Buồn với ASUS, anh em có thể đến đây và trải nghiệm từng mẫu laptop một để nhận được mức FPS mà anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em muốn một cái sản phẩm gì đó portable hơn, cầm tay hơn, mát tay hơn thì sẽ là bên này. Khu vực thứ hai của chúng ta là một nơi mà rất nhiều anh em Việt Nam rất thích, đó chính là máy chơi game cầm tay, chính xác hơn là ROG Ally. Ở đây thì tất cả những người chơi đều có thể trải nghiệm được, có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 máy anh em nhá, tổng cộng 6 máy. Và bên này thì sẽ là một nơi mà chứa ra người ta mở ra từng chi tiết một để thể hiện rằng là chiếc máy này có thể dễ dàng sửa chữa hay thay thế như thế nào. Booth is this? This is the ROG Intelligent Cooling. Basically, you're talking about our thermal design. Okay, okay. Thì đây là một buồng để thể hiện về cái công nghệ tản nhiệt của ASUS. Đây là this is intelligent cooling, right? That's right. Yes. Yes. It exists in every laptop. ASUS. This is our latest design in the hero product. Oh, the hero product. Yes. Yes. Ok, vậy là đây là cái công nghệ mới nằm trong những chiếc laptop hero của ASUS. Thì đây sẽ giúp cho chiếc laptop chúng ta trở nên mát hơn rất nhiều. Nhưng có một sản phẩm mà mình cực kỳ yêu trong mùa Computex năm nay, đó chính là đây anh em ạ. Đây là chiếc màn hình OLED siêu rộng, một chiếc màn hình hoàn hảo cho những người chơi game, không chỉ là đua xe, không chỉ là ngắm cảnh mà nhiều khi có thể cả chơi game nữa, những tựa game FPS nữa. Tất nhiên là sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng mà với những cái gì mà mình nhìn thấy đây, với cái tần số quét của nó, với cái độ phân giải của nó và với cái màu sắc của nó thì mình có thể nói đây là chiếc laptop, đây là chiếc màn hình mà anh em không thể nào mà chê. Nhưng mức giá thì cũng rất là khó để chạm được. Nhưng có một thứ mà mình muốn anh em xem ở đằng sau trong này nữa anh em ạ. Đây là một cái sản phẩm mà mình cũng hứng thú ngang nhưng mà chưa phải cái sản phẩm lúc đấy mình nói. Đây là cái chiếc cạc gọi là tản nhiệt nước mới của ASUS. Nhìn cho nó đẹp vô cùng và nó có dòng chữ Matrix ở bên trên cùng với những đèn LED RGB phải gọi là mê ly. Nhưng cái thứ mà mình muốn cho anh em xem ở trong này cơ, trong tích trong này cơ. Cái này để ba tạm tí nữa nói nhá. Đây. Can you represent this PC for me? Oh yeah, for sure. This is our brand new ROG G22CH, and it's our 10-liter gaming desktop. And it comes with i3-9900KF with a liquid cooling. It's a 90mm system fan on the top, and it's up to 4070 graphics card. And we managed to fit in the power supply as well, so all the key components is within the machine here. Okay. Vậy thì đây là một chiếc máy mini với 10 lít thôi. Nó sẽ có cấu hình cao nhất là đến là i9 với cả là 4070. Trong này thì đã có kèm với cả tản nhiệt nước 90mm và sẽ còn có một cả một chiếc nguồn nhỏ nhỏ đây nữa. ASUS đã tối ưu cho chiếc vỏ cây này để đảm bảo rằng mát mẻ nhất. What is the base specs of this PC? The base specs? Base spec will be 13400. 13400? Yeah, yeah, the i5. The i5. Yeah. And what graphics card? 3060. 3060. Vậy tức là cái mức tối thiểu mà anh em có thể mua ở chiếc máy này đó chính là một chiếc i5 13400 và một chiếc 3060, một cái cấu hình cực kỳ là tuyệt vời. Thank you very much. Thank you. Rồi. Vậy thì đấy là qua thôi, nhưng mà có những cái thứ thực sự hấp dẫn. Đây chẳng như là cái chiếc router này. Đây là con cua của chúng ta nâng cấp rồi. Để nếu mà anh em muốn mình hỏi kỹ hơn về con cua thì có thể comment ở dưới nhé, để mình có thể hỏi và gọi là mai đưa tin chuẩn chính cho anh em. Còn bên này đây là một cái sự collab, giữa ASUS và EMLab. Our latest mousepad. It's a glass mousepad called ROG Moonstone Ace. Okay. So it is made from by tempered glass. Tempered glass. It's extremely smooth. You can try a really smooth mousepad. Oh, basically like extremely smooth, right? One of the smoothest in the market right now. Okay, okay. So why ASUS like produce this product? Yeah, because in the esports community, more players are aiming for the speed. So this is really good for the speed and smoothly. Yes. So our Ace collection or our Ace series products are for competitive players. Maybe they're focused on like FPS gaming, and this will be a really good series for them too. Thank you very much. Vậy thì cái sản phẩm này là một chiếc pad chuột bằng kính anh em ạ, và là kính cường lực. Cái chiếc pad chuột này là dành cho những các game thủ FPS. Những game thủ FPS thì đang mong muốn những cái trải nghiệm mượt nhất, không chỉ ở trên màn hình mà là còn trên bàn tay nữa. Đó là lý do tại sao mà ASUS tạo ra cái sản phẩm Moonstone Ace L này, và theo như mình thấy thì hình như là nó sẽ có, bởi vì nó có L thì chắc chắn nó sẽ có M, nó sẽ có những cái cỡ nhỏ hơn. Đây sẽ là một cái gọi là một cái thiết bị, không phải là một cái thiết bị mà gọi là một cái điểm cộng thêm cho cái combo của anh em, giúp cho nó có thể giúp anh em có thể đạt được những FPS, những cái Q mạnh mẽ hơn, kiểu có thể vẩy một cách nhanh chóng hơn, và tất nhiên rồi win những trận game của mình, đúng không ạ? Và bên này thì cũng chỉ có PC DIY thôi, cũng không có gì nhiều lắm. Bên có một thứ khá quan trọng nữa mà mình muốn nói với anh em, đó chính là bơm. Không phải chỉ là bơm bình thường mà đây là tản nhiệt nước. Tản nhiệt nước này là tản nhiệt nước Ryujin 3 360 ARGB của ASUS. Thì chiếc tản này đã được, theo như mình biết là ASUS đã độc quyền bơm Gen 8 của Asetek. Điều đó thì đã tạo nên những cái sản phẩm ở đây. Cái bơm nó đã to rất là nhiều và khiến cho đây bề mặt anh em nhìn thấy không? Cao hơn hẳn so với cả cái con Ryujin 2. Và con Ryujin 2 thì con này sẽ được kỳ vọng rằng là sẽ đem lại một cái trải nghiệm chơi game, một cái trải nghiệm tản nhiệt tuyệt vời rất nhiều. Và đây là custom anh em nhé, tức là theo như mình biết, excuse me, can we buy this product standalone like this? It's our concept, so we want to tell the market feedback. Okay, okay. If you guys really like it, tell me. I really like this. Okay. Yes. In my country, in Vietnam, there is one person. He's designed like based on the Ryujin 2. He's designed something exactly like this, and to make his PC can use this, but with custom water cooling. And a lot of Chinese or monitors, something like that, they pre-printed or CNC'd it. Amazing, and I think this product will be sell really good in the custom market. But what is the price of this? Price? Yes. Because we are not sure if we launch this product. Okay. So do you want the price, or I can tell you. Okay, okay. Vậy thì đây vậy thì đây sẽ là những cái bơm kết hợp, tức là bộ bơm Asetek 8 ở trong này, và nó sẽ là sản phẩm dành cho những bộ máy custom. Nếu mà anh em đã từng xem Nhện Hổ Phách anh nhỉ, thì anh ấy đã từng design chiếc Ryujin 2 để tạo nên một cái bộ nước custom y hệt như này này, cũng kiểu như này này. Đấy, thì bây giờ ASUS đã lắng nghe người dùng và đang nhận feedback của người dùng là liệu rằng chúng ta có nên làm sản phẩm này không? Các bạn có hứng thú không? Thì hãy để ở comment ở dưới nhá. Đây sẽ gọi là, người ta có Wall of Fame thì ở đây ASUS có Wall of Mainboard. Chúng ta sẽ có những chiếc mainboard từ Z7 Extreme này cho tới Hero này, xong tới A này, xong tới Y này. Các kích cỡ từ ATX Full EATX tới ITX. Ở bên AMD cũng sẽ có những dòng cao cấp tới thấp cấp. Tất nhiên rồi, khu vực này là khu vực chỉ đơn giản là để ASUS có thể trình bày ra những chiếc mainboard xịn nhất của họ, và để cho người dùng có thể nhìn thấy rằng những chiếc mainboard ASUS có một cái dáng vẻ như nào và nó sẽ trở nên đẹp đẽ như nào khi nằm vào trong bộ máy của anh em. Mình thực sự rất là thích cái design của ASUS. Hy vọng rằng họ có thể tạo ra những sản phẩm tuyệt vời hơn nữa để phục vụ cho người dùng, mà đồng thời tìm ra được một mức giá hợp lý cho những người như mình cũng mua. Đấy, cái đấy là ai cũng muốn, đúng không anh em? Vậy thì đó là qua về khu vực của ASUS ROG anh em nhé, ROG Republic of Gamer. Đây vẫn chỉ là bên khu vực thì ASUS đã có một cái thiết kế khá là thông minh, bởi vì là họ không chỉ tập trung tất cả mọi thứ bên trong mà còn dồn ra cả bên ngoài nữa để đảm bảo rằng người dùng, những người trải nghiệm không bị ngợp ở bên trong đấy. Thì bên ngoài này chúng ta sẽ có một booth nho nhỏ để quảng cáo cho RTX 40 dòng 40, và để còn có cả một chương trình giveaway nữa để giúp anh em có thể dễ dàng chiến thắng. Tất nhiên là anh em phải đến Computex để tham gia cái đấy rồi. Về phía bên này đi thì chúng ta sẽ có những sản phẩm gọi là phụ của ASUS hơn, đúng phụ hơn, đó chính là ROG Phone. Thì chúng ta đang có đây là ROG Phone 7, và sẽ có với những cái mình đã review qua rồi không? Đấy, với những cái nút bấm này, với những cái phần đế tản nhiệt này, và giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm chơi game mượt mà nhất. Mình đã từng sử dụng một chiếc iPhone, mình không nhớ lời, con ROG Phone 6 hay ROG Phone 7 ấy, nhưng mà cứ phải gọi là mượt mà rồi anh em ạ. Nếu mà anh em nào là người chơi game chính ở trên điện thoại thì đây sẽ là một chiếc điện thoại mà anh em không thể nào bỏ lỡ. Ở khu vực này còn có một cái tầng 2 nữa, không biết anh em có muốn lên không? Lên không anh em? Không có gì à? Là tomorrow đúng không? Tức là theo như mình biết là tầng 2 còn dành cho cái việc là bốc thăm trúng thưởng nữa đúng không? Nhưng mà phải ngày mai nó mới mở cơ. Và với những người nào mà có cái thẻ badge Computex thì mới được tham gia trên đấy anh nhỉ? Đấy, thì bây giờ lên trên đấy thì ngắm cả thế giới thôi. Nhưng mà video tiếp theo của chúng mình sẽ là sang bên kia và nhìn những sản phẩm cực kỳ đặc biệt của Asus bình thường, không phải ROG nhá. Ok, bây giờ thì mình đang có mặt ở phía bên tay phải của Asus ROG, đó chính là Asus bình thường anh em ạ. Bây giờ hãy cùng xem là trong buồng của Asus này chúng ta sẽ có những gì hay ho nhá. Bắt đầu bằng quầy của TUF, chúng ta sẽ có những cái gì? Hiện tại thì TUF đang có những sản phẩm như sau. Đó chính là những chiếc laptop TUF mới, những chiếc laptop với những cái cỡ gọi là, không phải, nó gọi là update đi. Những cái sản phẩm được update với cấu hình mới hơn như là i9-13000 này và RTX 4000 này. Những chiếc cái cỡ màn hình khác lạ hơn một chút này, thay đổi một tẹo về thiết kế này. Những cái sản phẩm này thì nó không quá là cần phải quan tâm, bởi vì bên này sẽ có một thứ còn hay hơn rất nhiều. Về bên PC DIY của TUF thì sẽ có những sản phẩm anh em có khả năng đã từng nhìn rồi. Đầu tiên là một chiếc bơm, đây là bơm 360, và theo như mình thấy đây thì là cái phần bơm nó nằm chỗ này chứ nó không còn nằm ở, hay nó vẫn nằm trên này nhỉ? Mình sợ có thể dùng lắm, nhưng mà mình nghĩ rằng khả năng cao phần bơm nó sẽ nằm ở trên này. Và đây sẽ là một bộ máy full 100% luôn. Excuse me, where is the pump on this? This or this? This is the pump. This isn't based on Asetek design or anything, right? Different design. Yeah, okay, different design. Like the okay. It's the Ryujin 3 now, like the exclusive, the owner of the 8th gen pump. Asetek pump? Yeah? I think so. Okay, okay. Yeah. Vậy thì cái bơm, cái này thì đây là phần bơm, còn đây chỉ là một cái phần gọi là cold plate thôi, hay là các thứ kiểu ấy. Thì bên này sẽ còn có những cái sản phẩm màn hình TUF này, bàn phím TUF này, chuột TUF này, tai nghe TUF này. Nhưng cái thứ khiến mình hứng thú nhất là ở bên này cơ. Anh em ạ, mọi người đang rất là hứng thú. Anh em biết tại sao đông này không? Bởi vì ở đây có hai sản phẩm gọi là tối thượng của trong năm nay. Đầu tiên là một chiếc mainboard. Chiếc mainboard này là một chiếc mainboard với tất cả các cổng được lộ ra đằng sau. Tức là thay vì anh em phải cắm vào đằng trước máy tính kìa, cắm vào đằng trước đúng không? Thì nó đều lộn hết ra đằng sau. Và từ đó thì sẽ dẫn tới một cái việc là đi dây cực kỳ là dễ dàng, cực kỳ là đẹp luôn. Nhưng tất nhiên cái này thì sẽ phải yêu cầu có một cái vỏ cây được thiết kế dành riêng cho những cái mainboard này, bởi vì không phải chiếc mainboard nào, không phải chiếc cây nào cũng có khả năng để cho tất cả những cái dây này ra đằng sau được. Và một cái thứ nữa, đây là cái công nghệ để giúp cho Asus có thể loại bỏ dây hoàn toàn trên bộ máy này. Anh em hãy nhìn vào chiếc cạc này đi. Đây, chiếc cạc này thay vì có một đầu PCI, nó sẽ còn có thêm một phần đầu nữa ở đây, và không hề có bất kỳ đầu cắm dây nguồn nào, bởi vì trực tiếp bây giờ nhá, nguồn sẽ trực tiếp đi qua bên và chạy một phát đến cái đầu này và để nhận 100% điện tới chiếc cạc này luôn. Và đây là chiếc 4070 BTF anh em nhá. Đó, thì đây là một thiết kế mới, một design mới, một ngôn ngữ mới và một công nghệ mới. Mình rất kỳ vọng vào sản phẩm này và hy vọng rằng cái công nghệ này có thể gọi là nâng cấp và được sự đón nhận cao của người dùng để nó có thể lên được dòng ROG. Nhưng hãy cùng sang dòng ProArt nhé. Với bên ProArt thì chúng ta sẽ có những sản phẩm như sau. Đầu tiên là những chiếc mền mới, nhưng chúng ta sẽ còn có đó chính là một chiếc bơm và một chiếc cạc màn hình. Bơm đây sẽ là một chiếc bơm, đây, đấy. Bơm này là sẽ có 3 fan này, em này là 420 anh em nhé. Nó không phải là 360, nó không phải là 360 cộng thêm 120 đâu, mà đơn giản là cái cỡ quạt nó to ra. Đấy, cái cỡ nó to ra, tức là 3 quạt 140. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Đấy, và nó sẽ có phần quạt ở đây. Nó sẽ là hướng tới những người dùng cho gọi là designer mà yêu cầu là mạnh nhất, nhanh nhất và mát nhất. Thế nên là họ không quan trọng về cái cỡ, không quan trọng về cái cỡ rát, không quan trọng về cái loại diện tích, mà chỉ cần nhanh nhất thôi. Và cái chiếc 4070 Ti này cũng là một chiếc phục vụ cho mục đích đấy. Design của nó đã được thiết kế lại, nhìn trông rất là đẹp, tạo nên một cái đường dáng cong cong, nhìn trông cực kỳ hoành tráng. Và anh có thể thấy đây là một cái bộ máy tính được lắp với chiếc cạc đấy. Thấy không? Anh em thấy không? thì trông rất đẹp đúng không anh em. Và đây là chiếc rát đấy đây. Đấy, uốn lên một đường rất đẹp đẽ. Thường thì những nhà design mình thấy rằng họ không quá quan tâm tới RGB đâu. Thế nên là một cái thiết kế gold black như này là mình cảm thấy rất ấn tượng. Tất nhiên rồi, design thì không thể nào mà không nói tới, đó chính là những chiếc màn hình. Và ở đây chúng ta sẽ có là chiếc màn hình PA32ACRV. Thì chiếc màn hình này tại sao lại chỉ có kích cỡ 24 inch? Anh em phải hiểu rằng là kích cỡ càng nhỏ mà diện tích càng cao, mà độ phân giải càng cao, tức là PPI nó càng nhiều. Tức là cái này từng cái inch này nó cực kỳ là nét. Thế nên là mình nghĩ rằng với những em nào đặc biệt sử dụng gần ấy thì một chiếc màn hình 24 inch Full HD cũng là cực kỳ hợp lý. Em màn này thì phủ đến 95% giải bộ DCI-P3, phủ đến gọi là có Delta E nhỏ hơn 2 và sẽ còn thêm với cả USB-C hỗ trợ lên tới 96W sạc nữa. Nghe căng thẳng đúng không anh em à? Nhưng mà bây giờ vòng qua bên này để xem những sản phẩm Asus khác nhá, Asus quạt nữa. Bây giờ đây, bên này đây là chúng ta sẽ có một cái cóp nó là ProArt Station. Thay vì là phải mua từng đồ bên ngoài một và sợ về cái sự không tương thích, không tương hợp, thì Asus đã tạo ra cái sản phẩm này. Và sản phẩm này thì sẽ có là i9 này, RTX A4000 hoặc là 4070. Nói chung là sẽ để tạo cho anh em một cái trải nghiệm mượt mà nhất cùng với cả chiếc màn hình display này PA32UCXR. Em này thì là 4K mini LED, đã được thu gọn rất nhỏ đi so với cả chiếc mini LED mà chúng mình làm buổi sáng nay. Và nó sẽ là một chiếc màn hình cực kỳ là đáng mong chờ của những anh em nào làm trong những studio lớn. Và ở đây thì đang có một số các gọi là những designer họ đang thử chiếc tablet, nó không hẳn là tablet mà nó gọi là màn hình mở rộng của Asus ProArt. Hiện tại thì những cái màn này sẽ rất phù hợp với cả những ai mà thuộc ngành vẽ hoặc là nhiều khi design cũng được, bởi vì anh em phải hiểu rằng là hồi trước ấy làm cái trò kiểu cắt đúng không, rất mất thời gian và nhiều khi có một cái bút nó trở nên rất tuyệt vời, và cái màn kia thì cũng giúp cho điều đó. Thì cũng nói kỹ khá nhiều rồi. Bây giờ mình vừa đi qua một lượt và mình sẽ tổng hợp lại nốt tất cả những gì mà Asus đang muốn làm đây. Asus đang muốn làm đó chính là cải thiện đời sống của anh em. Thế thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Họ có những cái dòng sản phẩm riêng dành cho gọi là chất lượng cao, những sản phẩm riêng dành cho đối tượng giới trẻ, những sản phẩm riêng dành cho những business, những sản phẩm riêng dành cho những người nào đi làm việc lung tung. Ngoài ra họ còn có cả những cái trạm sạc cho ô tô, ngoài ra họ còn có những cái sản phẩm để cho gọi là bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống, vân 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 vân. Mà không chỉ thế, họ còn nghĩ tới cả người dùng bằng cách đó chính là tạo ra những cái kế hoạch về gọi là neutral, carbon neutral, tức là về không carbon luôn, có thể nói như thế, bằng cách là dùng một sản phẩm để bù lại cho cái sự thải của sản phẩm kia. Nó là như vậy đấy. Mình vừa nói chuyện qua với cả chuyên gia của bên đấy thì đấy là những gì mà họ trình bày và họ mình ngắn gọn như vậy. Tất nhiên Asus cũng không hề bỏ quên những anh em nào làm việc sâu đậm, ví dụ như là những anh em làm workstation. Dòng Prime vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Ở phía đằng kia anh em thể thấy những bộ máy cực kỳ đẹp với những cái chipset gọi là gần như anh em chả bao giờ nghe thấy, đã được trưng bày một cách rõ ràng và đẹp đẽ ở khu vực đó. Có thể nói rằng là Asus đang cố gắng làm những điều tốt nhất dành cho người dùng. Và tất nhiên họ đấy là quyền, tất nhiên rồi, là quyền của anh em để mua, nhưng mình nghĩ rằng họ cũng là một công ty đáng để lựa chọn đấy.